trong buổi trưa ngày hôm nay anh Phi sẽ test bộ xe điều khiển, một là xe Police điều khiển, hai là xe Iron Man điều khiển, để gửi về cho anh Linh ở Bạc Liêu, Gành Hào Bạc Liêu hả các bạn ha. Bây giờ anh Phi có lấn cấn cái vụ Gành Hào thuộc Bạc Liêu hay Cà Mau, nhưng mà có xem lại rồi là Gành Hào gửi về Gành Hào của Bạc Liêu, còn ở Cà Mau có Gành Hào hay không thì để xem lại nha các bạn nhé. Rồi thôi, bây giờ anh Phi sẽ cố định góc máy để bắt đầu test hai chiếc xe này đây. Rồi anh Phi đã cố định góc máy rồi đây, anh Phi chuyển của người nhận hàng qua một bên nhé. Và anh Phi cũng đã cắt băng keo của hai cái hộp hàng này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc lấy xe ra mà test mà thôi. Trước hết là chúng ta sẽ phải gỡ xe ra, gỡ tay điều khiển ra và cho pin vào. Sau đó chúng ta test kỹ thuật, sau đó chúng ta sẽ cho lại. Để xem coi cái này chúng ta sẽ giao ra trần xe hay là giao trực tiếp. Nếu giao trực tiếp qua các hãng vận chuyển thì anh Huy sẽ phải đóng hàng. Còn giao ra trần xe thì cũng phải đóng hàng mà thôi. Rồi, và bây giờ anh Huy sẽ bắt đầu cho pin vào nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu anh Huy sẽ cho pin vào nhé. Trước hết đó là pin tay điều khiển ha. Pin tay điều khiển cho vô rất là dễ dàng ha. Đây. Rồi, chúng ta chơi một thời gian pin tay điều khiển hết thì chúng ta thay pin đó nha. Cũng rất là dễ, không có khó khăn gì hết. Chỉ cần lấy cái nắp này ra và cho pin, lấy pin cũ cho pin mới vào thôi. Và ở đây chúng ta sẽ moi cái nắp này để cho pin vào ha, cho đúng đầu đúng cực nha các bạn nhé. Chỉ cần các bạn cho sai đầu sai cực thôi là chiếc xe này nó sẽ không chạy. Nè, khi mà mở công tắc on lên là nó sẽ sáng đèn, là anh Phi sẽ đổi đầu một viên pin cho các bạn coi ha. Anh Phi sẽ đổi đầu ngược lại là nó không lên pin, các bạn thấy không? Cho nên buộc lòng chúng ta sẽ phải để đúng đầu đúng cực, và sau đó chúng ta lắp cái nắp pin lại ha, và mở on lên, on là nó sẽ sáng đèn lên như thế này, rất là đẹp. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái độ cái kỹ thuật của nó nè, tới nè, đẩy chạy tới không, kéo chạy lùi không. Còn cái này là rẽ trái nè, không, rẽ phải nè ha. Khi các bạn rẽ bên phải các bạn kết hợp chạy tới là nó sẽ quẹo về bên phải, các bạn rẽ bên trái các bạn chạy tới kết hợp nó sẽ quẹo về bên trái các bạn nha. Về kỹ thuật test ở đây là ok rồi nhé các bạn nhé. Nè, tới nè, lùi nè, rẽ trái nè, rẽ phải nè, nhìn cái bánh của nó ha, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái nè, rẽ phải nè. Tới đây thì anh Huy sẽ đóng chiếc xe này lại và anh Huy sẽ chuyển qua test chiếc xe Iron Man nhé. Và các bạn, anh Huy đã đóng cái hộp xe cảnh sát lại rồi, và bây giờ anh Huy sẽ chuyển qua test chiếc xe điều khiển Iron Man. Thì bây giờ anh Huy cũng giống như vậy, cùng một phần thủ thuật, anh Huy sẽ lấy chiếc xe ra và xem. Chiếc xe này sử dụng pin sạc 4.8V 700mAh nhé các bạn nhé. Nếu có pin sạc thì anh Huy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sạc luôn. Lấy cái cách sạc ra nè, kéo dây nè ra nè, và chúng ta cắm dây pin vào, chúng ta cắm đúng đầu nó mới vô, sai đầu nó không vô đâu. Cắm đúng đầu như thế này, cắm đúng đầu đúng cực như thế này nó mới vào. Và chúng ta cắm vào ổ điện để sạc. Thông thường thì để sạc nguyên pin này các bạn mất từ 2 cho tới 3 tiếng và không sạc qua đêm nữa các bạn nhé. Trong khi chờ sạc pin thì anh Huy sẽ tháo chiếc xe ra. Tháo chiếc xe ra, ở đây nó có những con ốc nhựa để nó định hình chiếc xe, và chúng ta sẽ tháo con ốc xe này ra để chúng ta có thể bắt đầu test. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải tháo cái ốc của tay điều khiển ra luôn. Ở đây nó cũng có một con nữa nè các bạn. Những con ốc nhựa này rất là tiện dụng nha các bạn nhé. Đấy, rồi bây giờ tháo cái tay điều khiển ra và cho pin vào tay điều khiển ở phía sau này. Chúng ta tháo con ốc ra, chúng ta cho pin vào tay điều khiển, và chúng ta cũng sẽ tháo con ốc ở đây mở ra để cho pin vào, rồi chúng ta mới test được nha. Rồi các bạn, sau khi sạc từ 2 tới 3 tiếng thì chúng ta sẽ gỡ pin ra bằng cách chúng ta bấm cái thanh ở trên này. Bấm cái thanh ở trên này, chúng ta nắm cái cục đen này, chúng ta kéo nguyên pin ra. Và chúng ta cho pin vào xe bằng cách là chúng ta mở cái nắp này nè, dùng hai ngón tay móc hai bên nè, mở cái nắp này ra và cắm cái viên pin này vào đây. Đây nó có cái ngàm cắm vào ha, chúng ta cắm đúng đầu là nó sẽ vào. Và khi cắm vào là nó ăn chặt vô rồi, thì chúng ta để gọn cái viên pin này vào trong đây ha, để gọn cái viên pin này vào trong đây. Nếu các bạn để không gọn á là rất là khó ha. Chúng ta quay cái viên pin lên như vậy, xong rồi chúng ta để gọn viên pin vào để cái nắp pin nó sẽ dễ dàng nó ha, để gọn cứ như vậy ha, cái nắp pin dễ dàng đậy lại. Chút xíu nữa anh Huy sẽ bắt con ốc lại sau nhé. Và tất nhiên là mở on lên, mở on lên là chúng ta chơi được. Cái nút chỗ này các bạn chỉnh về phía giữa nha. Có những lúc sản phẩm nó sẽ nghiêng về một bên, chúng ta chỉnh về giữa để chơi. Chúng ta mở on sản phẩm lên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho pin vào tay điều khiển, nhớ đúng đầu đúng cực nhé. Và chúng ta lắp cái nắp pin lại trước khi chơi để tránh tình trạng là pin bị văng ra ngoài. Và bây giờ thì anh Huy sẽ thử chức năng nè, chạy tới nó sáng đèn nè, bánh nó quay nè, không sáng đèn nè, chạy lùi nó không có đèn sau nhé các bạn nhé. Chạy tới nè, lùi nè, rẽ bên trái nè, coi cái bánh này nha, rẽ bên trái nè,
rẽ bên phải nè, rẽ bên phải nè, rẽ bên trái nè. Rồi bây giờ anh Huy sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Thì bắt đầu chúng ta chạy tới nè, thấy không, chạy lui nè, thấy không, chạy tới nè, chạy lui nè, thấy không. Rồi rẽ phải nè, rẽ phải nè, chạy tới là nó sẽ quẹo về bên phải, rẽ trái nè, chạy tới nó sẽ quẹo về bên trái ha. Về kỹ thuật thì chúng ta test như vậy là ổn rồi nhé các bạn nhé. Và tới đây thì cũng đã xong rồi, anh Huy chỉ cần báo khách hàng test xong là khách sẽ cho người tới nhận để chuyển ra chành xe để giao giao về dưới gần heo hào Bạc Liêu ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Apple nhé.